Sáng hôm nay em cập nhật là clip một bộ mẹ con nha anh chị. Nó thì bò thả đồng, mẹ thì đẻ lứa đầu, chữa lại bún gần 5 tháng anh chị ơi. Đó. Mẹ thì chiều cao giữa lưng thì tầm 1m3, sau xương khu thì tầm 1m35 nha anh chị. Mẫu lông da sắc lẻm luôn anh chị ơi. Xương cẳng cối như bò đực luôn. Tướng cá đồng thanh đồng thủ dài đòn, mình ống luôn. Gu bạc. Đó, bò thả đồng, xương cẳng cối, móng sò, chân kiền khú. Đó, đuôi thì một chùm anh chị ơi, cái đòn dài như chiếc xe tăng luôn. Đó, mẫu thả đồng nha anh chị. Thì trại bò giống Long An chuyên cung cấp những con bò lớn con, dài đòn, thùng dạo. Đó. Bò thì tàn nhất anh chị ơi. Đó. Đuôi thì một chùm, móng sò. Mình mua những con bò mà ôm mẹ con rồi mẹ có chữa con thì bò cái thì sau này mình làm giống luôn nha anh chị. Đó, con lớn mình bung tinh làm giống luôn. Gu bạc nha anh chị. Đó, cái đòn dài sọc luôn anh chị ơi. Bò thì cũng rất là hiền dạng. Dòng thả. Xương cẳng là móng sò, móng đen, chân kiện khú. Yếm dậu phùng phình nha anh chị, đúng chèn. Đuôi thì một chùm, qua đen thui. Đó. Chiều cao thì cái đòn này, bò này còn nuôi ra bò nữa anh chị ơi. Đó, bò này tơ đẻ lứa đầu nha anh chị. Đó. Thì anh chị nào có nhu cầu những con bò giống thì đến trại bò giống Long An. Bò thì địa chỉ của trại thì ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thừa, tỉnh Long An. Trại bò giống Long An chuyên cung cấp những con giống lớn con dài đòn, pin độ lực. Bao loại lú nghiêm chỉnh cho anh chị luôn, bao chữa, bao khám, bao thật lỗi. Thì anh chị nào có nhu cầu mua bán trao đổi thì liên hệ trại. Địa chỉ của trại thì em nhắc lại là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thừa, tỉnh Long An. Đó. Chuyên cung cấp mua bán trao đổi bò giống, bò thịt. Thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Đó. Mẹ thì lông da sắc lẻm luôn nha anh chị. Đó. Tướng cá cao dài đòn. Đó. Thì anh chị nào cần thì liên hệ. Đó. Mẹ thì đúng chèn. Đó. Để tôi quay, em quay kỹ con mẹ xong rồi hồi quay con cho anh chị tham khảo luôn. Thì những con bò giống mà mình lớn con dài đòn, cao ráo dài đòn thì mình cấy kem, cấy bao bê, ha, đẻ cái xin thì mình làm giống là ngon lành nha anh chị. Đó. Rồi hàng bò nó hàng. Thì bên trại chuyên cung cấp những con giống mẫu lớn con thùng dạo. Đó. Bò này thì mới tách con. Nói chung là mùa khô thì mới bắt đầu, qua mùa mưa thì nó cỏ bắt đầu mập bò lên anh chị ơi. Mình có đồng chăn thả thì mình bắt những bộ mẹ con cái mà mẹ có cho bao chữa thì về làm giống sinh sản. Đó, con anh chị ơi. Con thì nghiêm chỉnh nha anh chị. Bao xuống đúng xuống luộc. Đó. Đầu thì có chùm tóc luôn anh chị ơi. Rất là pin lực. Sẽ tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Con thì giữa lưng thì tầm mét mười mấy, dưới mét hai nha anh chị. Nói chung là mét hai quay đầu. Đó. Rất là hiền dạng nha anh chị. Chân là móng sò. Đúng chuyện bài bản nha anh chị. Thì bộ mẹ con để lứa đầu mẹ có chữa. Lại thì bao chữa, bao khám, bao loại lú nghiêm chỉnh. Con rất là hiền dạng anh chị ơi. Mặt rất đẹp luôn. Nó nói chung là chủ thì kẹt tiền cần bán bộ mẹ con. Bên trại sẽ bảo hành bao tặc lỗi cho anh chị bộ mẹ con này luôn. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua bán trao đổi thì liên hệ trại.